Mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng Nai ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân ngộ độc nặng nhất trong vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua ở Quảng Nam đã ngưng thở máy. Chủ quan với vết thương nhỏ có thể gây hậu quả lớn là nội dung được đề cập trong phóng sự của chương trình. Một cán bộ ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt vì lừa đảo hơn 6 tỷ đồng. Phát hiện 5 tấn thịt và nội tạng heo bốc mùi hôi tại cơ sở giết mổ ở Khánh Hòa. Hậu Giang sẽ tổ chức lễ hội khóm cầu đúc vào tháng 7 tới. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, đèo Prenn là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án nâng cấp mở rộng cung đường đèo này được nhà thầu sử dụng thiết bị LiDAR và 3D laser scanning kết hợp nhiều công nghệ hiện đại khác để quản lý thi công, giám sát chất lượng để đưa ra các phương án thi công tối ưu. Theo thông tin từ đơn vị thi công, thì các công nghệ này giúp thu thập dữ liệu, tính toán khối lượng chính xác, số hóa hiện trạng dự án, lập mô hình 3D, trực quan hóa hiện trạng dự án và dự đoán những vấn đề có thể xảy ra trong thế giới thực, tự động dò tìm các điểm xung đột giữa các hạng mục. Hiện tại, nhà thầu đã quy động 80 đầu máy, 350 nhân sự, tổ chức 10 mũi thi công đường, 10 mũi thi công tường chắn, 4 mũi thi công cầu để triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Theo báo cáo tại thực địa, việc tháo dỡ đã đạt 100%, khối lượng thi công đào đất đá các loại đạt 30%, đắp nền đạt khoảng 20%. Việc tập kết cấp phối, vật tư, nhiên liệu triển khai đáp ứng kịp thời thi công. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn có chiều dài gần 7,4 km, mặt đường sẽ mở rộng gấp đôi là 14 m, có bãi đổ xe dọc tuyến đường. Tổng mức đầu tư của dự án là 553 tỷ đồng. Tại tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê trên địa bàn tỉnh. Quy định có hiệu lực từ tháng 4 năm nay. Theo đó, đối với phòng trọ cho thuê phải có diện tích không nhỏ hơn 12 m², diện tích sử dụng không nhỏ hơn 5 m² cho một người. Với nhà cho thuê phải được xây dựng khép kín, diện tích tối thiểu là 25 m², đồng thời cần đảm bảo nhiều tiêu chuẩn như nền nhà phải lát gạch, tường chống thấm. Về tiêu chuẩn đối với khu nhà cho thuê, tỉnh Đồng Nai quy định nơi xây dựng không thuộc khu vực có nguy cơ thiên tai, ô nhiễm môi trường. Riêng khu nhà từ 10 phòng trở lên phải đảm bảo có diện tích cây xanh hoặc khoảng trống cho mỗi người. Tỉnh yêu cầu những trường hợp có nhà cho thuê chưa đạt tiêu chuẩn trước khi quy định có hiệu lực thì phải cải tạo lại. Hàng năm, ngành chức năng sẽ kiểm tra xử lý vi phạm về nhà cho thuê. Đồng Nai hiện có khoảng 150.000 phòng trọ, trong đó rất nhiều phòng diện tích nhỏ, sập xệ, không đảm bảo các điều kiện tối thiểu. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua ở Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh này cho biết là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất là ông HVD, 57 tuổi, trú tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, đã dừng thở máy. Như vậy là đến nay không còn bệnh nhân nào trong vụ việc phải thở máy. Sau khi hội chẩn với chuyên gia bệnh viện Chợ Rẫy, ngành y tế Quảng Nam dự kiến sẽ cho bệnh nhân xuất viện trong khoảng 3 tuần tới để phòng biến chứng ngừng tim đột ngột. Trong số 9 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua, hiện chưa có bệnh nhân nào được xuất viện. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 3 chùm ca bệnh với 10 người bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua ở huyện Phước Sơn. Trong đó có một người tử vong, 3 trường hợp nặng phải thở máy. Cách đây 3 ngày, 2 bệnh nhân đã dừng thở máy, tự thở được. Thời gian qua thì đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc tự chế pháo nổ, để lại những hậu quả khôn lường về tính mạng và sức khỏe. Các vụ việc này đã cho thấy sự nguy hiểm của việc tự chế pháo nổ. Và mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn pháo nổ. Nguyên nhân là do học theo clip chế tạo pháo trên mạng xã hội. Vụ việc này đã khiến cho một nam sinh tử vong và một nam sinh bị thương nặng. Rạng sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân nam tên NDN, sinh năm 2009 ở Đắk Lắk, trong tình trạng bị quả khí toàn thân,
thương tổn nặng nhất ở hai mắt cùng với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Theo thông tin từ bệnh nhân và người nhà cung cấp, sau khi xem các clip chế tạo pháo nổ trên mạng, NDN đã cùng với hai bạn học của mình đã tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo gây nổ. Tai nạn làm cho một người bạn của N tử vong, còn N bị thương nặng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương hoàn toàn giác mạc, thủy tinh thể mắt trái, mắt phải bị rách mi, phù nề giác mạc và đã được khâu lại. Các vết thương khác trên cơ thể cũng được bác sĩ xử trí và loại bỏ các dị vật và làm sạch vết thương. Hiện nay thì sức khỏe của bệnh nhân tương đối là ổn định, tuy nhiên di chứng để lại khá nặng nề. Mắt bên trái của bệnh nhân bị tổn thương hoàn toàn, tay trái thì bị dập cơ rất là nặng. Bệnh nhân có thể phải trải qua thêm 1 đến 2 lần phẫu thuật ở cánh tay và các vết thương vùng ngực. Từ nhiều trường hợp tổn thương do pháo nổ trong thời gian qua, các bác sĩ cảnh báo đến phụ huynh và nhà trường, trẻ em thì thường hiếu động, thích tìm hiểu thế giới bên ngoài. Các em có thể lên mạng xem những clip không lành mạnh và học theo như là tự chế pháo nổ. Do đó, các phụ huynh cần phải cẩn trọng và có sự kiểm soát với những clip không phù hợp với lứa tuổi của các bé để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, với vết thương nhỏ như là bị xây xước ngoài da, mảnh vỡ đâm vào cơ thể, nhiều người thường tự xử lý ở nhà và ít quan tâm đến diễn biến của vết thương. Tuy nhiên, nếu không biết xử lý vết thương dạng này đúng cách thì có thể gây nhiễm trùng, uốn ván, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy thì cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân 47 tuổi ở Bắc Ninh nhập viện với chẩn đoán uốn ván ngoại khoa mức độ nặng. Trước đó, bệnh nhân này bị một vết thương nhỏ ở ngón tay trái do lưỡi cưa cắt. Vì nghĩ là vết thương nhỏ nên bệnh nhân chỉ xử lý tại chỗ và không tiêm uốn ván. Sau 3 ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, mệt nhiều, nói và nuốt khó, tình trạng sức khỏe nguy kịch. Thực tế, những trường hợp như vậy là không hiếm gặp. Đa phần người mắc phải các vết thương nhỏ thường có tâm lý bỏ qua, không đề phòng và ít khi theo dõi tình trạng vết thương. Theo mình, uốn ván là do vết thương kim loại bị rỉ sét làm. Còn khi mình bị đứt tay thì mình chỉ cần băng bó bằng băng keo cá nhân lại là được rồi. Vết thương nhỏ thường ít chảy máu, không gây nhiều đau đớn. Người mắc phải nghĩ rằng mình có thể tự điều trị tại nhà, chẳng hạn như vết thương do dao cắt hay do các vật nhọn trong quá trình làm việc đâm phải, vết thương do tai nạn giao thông gây xây xát da hoặc vết thương do thú nuôi gây ra như chó mèo cào cắn. Dù là vết thương nhỏ, thế nhưng chúng ta không nên lơ là, chủ quan, bởi nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu như không được xử lý đúng cách, kịp thời. Thì những vết thương nhỏ mà ở vùng vị trí bệnh nhân làm ở vị trí đất cát dơ hoặc là những vết thương có rỉ sét thì nó sẽ gây ra có thể bị uốn ván, thì bệnh cực kỳ nặng. Còn kế tiếp là có dạng vết thương nhỏ nó gây viêm tấy căn cơ, ví dụ như là liên cầu, tụ cầu vàng, và có một loại vi khuẩn Vipro, thì vi khuẩn này sống ở nước biển, vùng biển ấm đó, thì nên là những cái mình bị vết thương giống như là hải sản đâm vào tay mình hoặc là mình đi biển mà nó đụng vào những cái vách đá hoặc là bị xay xước da khi mình chơi thể thao đó, thì những vết thương đó có thể gây ra gây viêm tái căn cơ và diễn tiến cực kỳ nhanh, trong vòng khoảng cỡ 12 tiếng đồng hồ có thể gây suy đa cơ quan và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân. Và một trường hợp rất thường hay chủ quan là bệnh dại đó, ví dụ như người nhà người ta mình nuôi một con chó nó cắn mình lại chủ quan và để đến khi mà bệnh dại đó, thì hầu như là tử vong 100%. Nếu bệnh nhân bị tiểu đường, chỉ cần một vết thương nhỏ ở bàn tay có thể là ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của người bệnh, thậm chí là có thể là tử vong. Khi bị vết thương nhỏ, nếu nơi xảy ra không có nước muối sinh lý, điều đầu tiên cần làm là rửa vết thương với nước sạch, tốt nhất là nguồn nước có thể uống được. Sau đó hãy tìm nước muối sinh lý tại các tiệm thuốc gần nhất, làm sạch vết thương lần nữa. Thứ hai, hãy bôi dung dịch betadine vào vùng rìa xung quanh vết thương, cách vết thương hở khoảng 3 đến 5cm. Thứ ba, hãy băng vết thương bằng một lớp gạc mỏng hoặc băng keo cá nhân để giữ ẩm vết thương và tránh bụi bẩn. Nên thay băng gạc hàng ngày. Người bị vết thương nhỏ hãy theo dõi tình trạng vết thương nếu như có những biểu hiện sau đây. Vết thương có chảy dịch màu mủ đục. Vết thương trở nên tấy đỏ kèm theo những đường vạch đỏ đi vào trung tâm cơ thể. Đêm đau nhức không ngủ được kèm theo sốt, ói mửa. Đây đều là những dấu hiệu vết thương đã trở nặng
vi khuẩn đã xâm lấn. Vì vậy, người mắc phải những dấu hiệu này cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, điều trị, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Một cán bộ ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt vì lừa đảo hơn 6 tỷ đồng. Phát hiện 5 tấn thịt và nội tạng heo bốc mùi hôi tại cơ sở giết mổ ở Khánh Hòa. Hậu Giang sẽ tổ chức lễ hội khóm cầu đúc vào tháng 7 tới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án Nguyễn Thị Hà Thành, sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cùng với 25 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, bị cáo Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân, các bị cáo còn lại bị phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng các sơ hở trong quy định về thẩm định tài sản, không thẩm định hồ sơ chặt chẽ để vi phạm các quy định về cho vay, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam BVCombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Việt Á Bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB. Trong đó, bị cáo Hà Thành đóng vai trò chủ mưu, còn các bị cáo khác có vai trò giúp sức thực hiện hành vi vi phạm, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng với số tiền đặc biệt lớn. Một nhân viên ngân hàng ở Trà Vinh đã dùng chiêu vay tiền đáo hạn cho khách hàng để lừa đảo nhiều người hơn 6 tỷ đồng. Đó là Nguyễn Thành Tâm, 31 tuổi, ngụ xã Đại Phúc, huyện Càng Long. Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, Tâm là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đầu năm 2022, Tâm thiếu nợ nhiều người. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, Tâm đưa ra thông tin gian dối là cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng. Tin lời của Tâm, các bị hại gồm bà TD, bà XT và bà CT, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh, đã cho Tâm vay với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tâm hứa trong thời hạn 3 đến 7 ngày sẽ trả lại đủ số tiền cho các bị hại. Tuy nhiên, khi đến hạn, Tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ gặp vấn đề, ngân hàng chưa giải ngân, nhằm kéo dài thời gian trả số tiền còn lại là hơn 6 tỷ đồng. Nhận thấy Tâm mất khả năng thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo, các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tụ tập gây mất trật tự công cộng đang có xu hướng gia tăng. Đôi khi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một số thanh thiếu niên sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết bất chấp hậu quả. Và điển hình như là vụ việc xảy ra tại thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cơ quan chức năng tỉnh này đã ra quyết định khởi tố 34 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, những đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là từ 16 tuổi cho đến dưới 18 tuổi, đã sử dụng hung khí để trả thù mâu thuẫn cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo điều tra, vào tối ngày 19 tháng 2 vừa qua, Nguyễn Hoàng Khôi, sinh năm 2005, có xảy ra mâu thuẫn với Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, cùng trú tại thành phố Phủ Lý. Sau đó, Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Khôi đã rủ rê lôi kéo bạn bè, mang theo hung khí đến gầm cầu vượt Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả là có đối tượng bị thương, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt khám xét đồng loạt nơi ở của 17 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh, thu giữ 181 triệu đồng, một máy tính bảng, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Cơ quan chức năng xác định Lê Thị Thúy, sinh năm 1969, trú tại phường Quán Bào, và Lê Khắc Toàn, sinh năm 1980, trú tại phường Hà Quy Tập, là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này. Trong đó, Thúy là đối tượng đã có 3 tiền án về tội đánh bạc. Ngoài Thúy, Toàn và các đối tượng còn lại đều là các đại lý cấp dưới trong đường dây này.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc chỉ trong ngày 15 tháng 3 là hơn 974 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự các đối tượng và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện tại nơi giết mổ heo ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm có khoảng 5 tấn thịt nội tạng đã bốc mùi hôi. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số thực phẩm trên theo quy định. Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ heo ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế khoảng 5 tấn thịt heo và nội tạng dưới nền đất. Chủ cơ sở là ông NVT khai nhận đã mua số thịt trên từ các đối tượng trên địa bàn chuyên gom heo chết sau xử lý ở các trại chăn nuôi, rồi sơ chế, chế biến để vận chuyển vào bán tại các khu công nghiệp phía Nam. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Theo kế hoạch, thì vào tháng 7 tới đây, tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức lễ hội Khóm Cầu Đúc nhằm kết nối tiêu thụ và giới thiệu quảng bá hình ảnh Khóm Cầu Đúc của tỉnh đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, diện tích khóm của tỉnh khoảng 3.000 hectare, trồng tập trung nhiều tại thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, do giống chủ lực là khóm Queen và được tỉnh chọn thương hiệu là Khóm Cầu Đúc Hậu Giang. Riêng thành phố Vị Thanh, diện tích trồng khóm vào khoảng 2.800 hectare. Địa phương này đã thành lập 3 hợp tác xã là Thạnh Thắng, Thạnh Tiến và Thạnh Xuân, chuyên trồng, kinh doanh và chế biến các sản phẩm từ khóm. Ngoài ra, thành phố Vị Thanh còn có các điểm du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc. Khóm Cầu Đúc Hậu Giang có đặc điểm là trái nhỏ, vị ngon, ngọt thanh, đặc biệt là nếu thu hoạch vào mùa nắng, hương vị sẽ rất đậm đà. Nếu như Hậu Giang có khóm Cầu Đúc trứ danh, thì tỉnh Nghệ An cũng nổi tiếng với khóm hay còn gọi là dứa Quỳnh Lưu. Những ngày này, người dân ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu cũng đang vào chính vụ thu hoạch khóm trong niềm vui được mùa, được giá. Và đây được xem là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Vào đầu vụ, giá khóm chỉ khoảng 4.000 đồng một ký, lượng tiêu thụ kém. Tuy nhiên, những ngày này, giá khóm đang tăng dần lên ở mức từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký tùy chất lượng. Vụ khóm năm nay cho trái to, đều, năng suất cao, chất lượng tốt. Trung bình 1 hectare khóm sẽ cho năng suất từ 35 cho đến 40 tấn. Năm nay, giá khóm ổn định và cao hơn năm trước. Toàn huyện Quỳnh Lưu có hơn 1.100 hectare khóm. Đây là loại cây trồng phù hợp với vùng đất đồi ở các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Châu, nên trái to, đều, thơm ngon và chất lượng tốt hơn khi trồng tại những nơi khác. Khi nói đến chợ, có lẽ là nhiều người nghĩ ngay đến nơi bày bán nhiều hàng hóa đa dạng, từ thực phẩm cho đến các vật dụng hàng ngày. Tuy nhiên lại có những ngôi chợ chỉ bán một mặt hàng duy nhất, và trong đó phải kể đến khu chợ gỗ Phù Khê ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chợ gỗ Phù Khê chỉ bán mặt hàng duy nhất, đó chính là gỗ, bao gồm các loại gỗ như là trắc, hương, lim, vân vân, với giá từ 60.000 cho đến 100.000 đồng một ký. Những miếng gỗ lớn thì có thể lên tới vài triệu đồng. Sau đây thì mời quý vị cùng tham quan ngôi chợ độc đáo này qua ghi nhận của chương trình. Chợ Phù Khê được thành lập từ năm 2012, có diện tích khoảng 10.000 m2. Khu chợ có khoảng 200 gian hàng, các loại gỗ được bày bán theo khu, mỗi khu chỉ bán một loại gỗ nhất định. Đây là nơi để những người thợ mộc khắp miền Bắc tìm đến lựa chọn những thớ gỗ phù hợp với sản phẩm của mình. Chợ thường mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến chiều muộn. Giá gỗ tại đây rất đa dạng và phong phú. Từ những mẫu gỗ nhỏ nặng vài cân có giá dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng một ký. Đặc biệt, với những tấm gỗ có kích thước lớn, mức giá có thể lên tới cả triệu đồng tùy vào chất lượng gỗ. Trung bình mỗi ngày, tiểu thương bán được từ 70 đến 100 ký gỗ. Những ngày khách đặt mua số lượng lớn để mang về xưởng sản xuất, tiểu thương có thể bán vài tạ, thậm chí cả tấn gỗ. Khắp đường làng ngõ xóm, không khó để bắt gặp những chiếc xe củi được chở lên chợ để bán. Từ những nguyên liệu gỗ thô sơ, sau khi qua bàn tay chế tác của nghệ nhân, sẽ trở thành các sản phẩm mỹ nghệ hoặc đồ gia dụng có giá bán cao. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp lại Thế Anh với phần điểm báo. Xin được mời Thế Anh. Dạ, xin cảm ơn chị Như Thanh, cảm ơn Nguyễn Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, quảng cáo trên mạng giám sát chặt, phạt thật nặng là bài viết đáng quan tâm trên báo Tuổi Trẻ.
Việc tuân thủ các quy định về quảng cáo trên mạng không những giúp bảo vệ uy tín của các thương hiệu, nhãn hàng mà còn góp phần ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái, đẩy lùi những kênh có nội dung xấu, độc hại. Báo Tuổi Trẻ cho biết nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đã khẳng định như vậy ngay sau văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuân thủ pháp luật hoạt động quảng cáo trên mạng được ký ban hành ngày 23 tháng 3. Chốt giá điện tái tạo chuyển tiếp trước ngày 31 tháng 3, Bộ thúc doanh nghiệp nói cần thời gian là nhan đề bài viết đăng trên trang kinh tế của tờ Tuổi Trẻ. Tác giả cho rằng việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất giá điện trước ngày 31 tháng 3 là nhiệm vụ bất khả thi. Do còn nhiều vướng mắc trong thủ tục thực hiện, chưa kể chỉ mới có 1 trên 85 chủ đầu tư nộp hồ sơ. Một điều quan trọng khác nữa là nhà đầu tư cũng chưa đồng thuận về khung giá phát điện mà Bộ đã ban hành. Báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay cũng có bài viết cho rằng câu chuyện các loại xe vi phạm bị tịch thu chờ thanh lý tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ chưa có hồi kết nếu thiếu quyết tâm mở lối ra. Bài báo có đoạn viết cơ quan có trách nhiệm đề xuất giải phóng số xe này, mong muốn được giải tỏa càng sớm càng tốt. Thế nhưng thực tế cho thấy khó có thể làm nhanh được. Trong khi đó, xe giam giữ lâu ngày sẽ nhanh xuống cấp và cả xuống giá do phải trơ gan cùng tế nguyệt. Hết năm này qua năm khác, cũng từng có vụ cháy xe ở bãi xe chợ Thanh Lý, trách nhiệm nặng nề đặt lên vai khiến những người trực tiếp quản lý luôn phải lo ngày ngày. Số phát hành ngày hôm nay báo Tuổi Trẻ còn có nhiều thông tin đáng chú ý như theo Nghị định 81 của Chính phủ về quản lý học phí năm học 2022-2023, mức trần học phí đối với trường đại học chưa tự chủ dao động từ 13,5 đến 27,6 triệu đồng một năm học 10 tháng. Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ. Hai năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không tăng học phí. Do đó, nếu so với mức học phí năm học 2020, học phí khóa 2023 của nhiều trường còn tăng lên rất nhiều. Lễ hội bánh mì lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận và tôn vinh những giá trị bánh mì mang lại với ẩm thực Việt Nam, đưa thương hiệu bánh mì Việt đi xa hơn trên thế giới. Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Việc khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung phải bảo đảm các nguyên tắc như ý tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt. Chúng ta cùng chuyển sang báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiến kế gỡ nhiều điểm nghẽn trong đăng kiểm là nhan đề bài báo đăng trên trang nhất của tờ báo này sáng nay. Tác giả cho biết tọa đàm giải pháp dài hạn để gỡ vướng trong đăng kiểm đã được tổ chức vào hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý, nhà nước đã nêu ra những thực trạng, hệ lụy cũng như bàn giải pháp để khai thông những điểm nghẽn trong đăng kiểm. Một trong những giải pháp đáng quan tâm là đề xuất xe chưa qua sử dụng 3 đến 7 năm mới cần đăng kiểm. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nhiều ô tô của các phường thành phố Đà Nẵng đã hết hạn đăng kiểm từ nửa tháng đến hơn một năm vẫn chạy đi kiểm tra, xử lý người dân vi phạm trật tự đô thị. Việc này khiến nhiều người dân thắc mắc, chưa kể là nhiều xe hết hạn đăng kiểm đã lâu, trước cả thời gian các trung tâm đăng kiểm bị điều tra, xử lý. Số phát hành ngày hôm nay báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều bài viết đáng quan tâm khác như tranh cãi về đánh thuế đặc biệt game online đăng trên trang 11, Bình Dương vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đăng trên trang 4, cuộc đua vào đại học sớm của gần 90.000 thí sinh đăng trên trang 13. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.